Và mọi người có thể vào trang wescan.vn/thanhoa để trả lời những câu quiz cực kỳ đơn giản về cái video này và nhận code này, nhận quà này, rất là nhiều quà ở tại wescan.vn/thanhoa. Ok, này đã 4141 nha mọi người nha, 4141. Phòng ngự chặt, phản công nhanh, tốc độ truyền, khả năng xâm nhập. Còn đây là chiến thuật đội, anh em có thể copy khi cần nha. Còn đây là chiến thuật đơn. Đó. Dạo một luôn. Không nhận chiếc hạt nữa nha mọi người nha. Ok, để cho ngày mai khám Phan Nhật Tân nha. Chắc mai quá, mai nha Phan Nhật Tân ơi. Vô đá không để đá hết game này, chắc nãy giờ chưa đá được game nào nữa. Kêu đâu. Khám Phan Nhật Tân nha, 9 Romero Loco bên Nam Thanh An. Anh em có vẻ đợi. Ok, 4141 nha. Ủa, mới thua trận đầu quá. Bốn một, phòng người chặt phải không nha. 4141 này có thay đổi tí xíu nha, đại đường này tôi mới làm lại đây. Ồ, không bị vị luôn à. Áo đi. 4-1-1 này khi phòng ngự cầu thủ mình rất là đông. Nhưng khi tấn công em đừng có tấn công nhanh nha, tấn công chậm rồi, tấn công nhanh là cũng được. Nhanh được. Ban bật chậm cho cầu thủ chạy lên cái đã. Đường truyền nó phải xuyên qua 2cm thì nó triển khai như thọt cái cơ động. Ơi. Truyền cũng sai. Này. Cứ 2cm cầm banh là đường truyền nó nhuyễn ngay à. Còn anh em mà không, ủa phạt mình chứ. Trọng tài bởi gì ta, và nó phạt lỗi Tony Cruz luôn cũng không phạt bên kia à. Mình cầm banh mà phạt mình à. Đây nè, đây đã banh vô ai, ủa 2cm, phải CM mới được nha. Phải CM nè, tại CM truyền là cái đường truyền nó chính xác, với lại cầu thủ họ sẽ chạy nhanh hơn, hay hơn. Đấy. Và thường CM cũng là người ghi bàn. CM cũng thường sẽ là người ghi bàn tại vì CM tấn công á rất là nhiều á. Thì nó ghi bàn cũng rất là nhiều. CM ghi bàn nhiều hơn tiền đạo đội này á. Ronaldo BTB hay Best World Cup à? Best World Cup đi cho nó mới. Đây là đâu à? Ủa sao biết chuyện còn đã. Ừ còn nè, sao biết chuyện quanh chính xác quá vậy. Phản công nhanh khó ha. Đời 4-1-1 này phản công nhanh không được. Mà mình là người thích đá phản công nhanh, tôi thích đá phản công nhanh lắm. Tôi đá tôi có banh mà tôi phải công liền cho từ từ nó hơi khó. Cho nên em thấy là mình nghĩ khi nào mình đá 4-1-1 này. Nhưng mà khi tôi đá thì nó vẫn bình được thôi. Mình công chậm lại thôi. Công chậm lại. Cruz này ha, CM nhưng mà vẫn ra cánh á. CM trong đội này di chuyển rất là rộng luôn. Kevin De Bruyne nè, CM ghi bàn tiếp, Kevin ghi bàn tiếp nè. Vị trí CM là vị trí sẽ kiến tạo, CM ghi bàn, CM đánh đầu, CM tạt luôn. Cháu Hồ Hồng Khang nha, anh xem đội anh thay với em nha, cảm ơn anh, mai em Khang. À, để mai nha Khang nha, mai chắc nha. Mai 7 giờ nha Khang.
Mai 7 giờ, mai 7 giờ. Giờ hết chết rồi. Mai 7 giờ. Hết trận này tôi ra tôi test đặt bạn kia cũng một hai game nữa xong rồi. Không nhận kèo xét đặt mới nha mọi người nha, để mai 7 giờ tôi test cho chết mọi người nha. Tôi không nở cái kèo của bạn Lê Nhật Tân nữa đó, Lê Nhật Tân nha. Tí hết tôi check bạn Lê Nhật Tân xong bạn khác rồi mai. Mai 7 giờ anh em báo tôi sớm như 7 giờ 9 giờ. Được báo qua 9 giờ, qua 9 giờ đáng tiêu rồi. Rus đó. Hay quá vậy, bắt bài luôn à. Xây người DD kiểu gì ạ? Thì bấm DD với hướng nào anh em cần suốt thôi chứ xây người DD thì bấm DD thôi. Tôi có bày anh em cách DD trên kênh mình đó, những video đối mặt, video dứt điểm cho mình cắm có cách DD đó. Nó lên lực lên đồ hết trơn trên kênh mình luôn nè. Đá Real mà đồ hình nào bay mặt ngon à, bay mặt ngon nhiều lắm. 422 STCF 4123 cũng được, 422 rộng. Bay mặt là kỹ năng anh em à. Đồ hình thì nó chỉ cần anh em có hai tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công CM kiểu là nó đủ anh em bay mặt. Phần còn lại là anh em sẽ tầm nhìn, phần lại là anh em chiến dịch cầu thủ. 4141 đây cũng là đồ hình bay mặt nhưng mà bay không phải chậm nha. Anh em thấy không phải là thường tôi đá đồ hình tôi tấn công nó dùng dập là do là những đồ hình nó bình thường. Còn đồ hình này em thấy là tôi đá nó phải nhịp độ phải chậm nha, tại anh em đá 4141 thì cái nhịp độ nó phải chậm. Đừng đá 4141 và lưng công ào ào là anh em móc banh cái là chạy gì không kịp á. 4141 phải lưng công phải chậm nên em thấy là tôi đá nhịp độ rất là chậm. Tại cái sơ đồ này nó phải đá như vậy đó. Đó mỗi sơ đồ tôi đều đưa ra cho anh em cái cách vận hành cho nó chính xác. Đó, mỗi sơ đồ nó sẽ có cách vận hành khác nhau. Và mỗi người sẽ hợp những sơ đồ khác nhau nha, không phải sơ đồ nào mình đá hay cái anh em vô đá không hay không. Có anh em phải hợp sơ đồ đó. Nên tôi ra rất là nhiều sơ đồ cho mọi người có thể lựa chọn. Anh em có thể lựa chọn sơ đồ nào nó hợp với mọi người. Và nếu anh em có hỏi mình hợp sơ đồ nào thì tôi cũng thua nha. Anh em phải tự trải nghiệm mới hiểu được nha. Mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau và mỗi người sẽ có những cái cảm nhận khác nhau về cái game này. Cho nên là em cứ trải nghiệm hết tất cả sơ đồ để sơ đồ nào thấy dễ đá nhất thì mình phải chọn á. Không có sơ đồ nào hay nhất cũng chả có sơ đồ nào mạnh nhất nha. Chỉ có Thanh Hòa là đẹp trai nhất EO4 thôi. Và đồ ăn vặt của Sói Ca thì vừa đá vừa lên ăn vào phà nữa nhưng mà tạm ngưng nha mọi người, qua Tết đồ ăn vặt bán lại nha. Cruz Cruz Man JD CM ghi bàn nữa nè. 4141 CM ghi bàn nữa. Tony Cross. Và banh được rút ngay vô góc đó là chỉ có lụm thôi chứ làm nữa. Góc đó chỉ có lụm thôi. Kevin De Bruyne. Đồ này CM quan trọng lắm. Đây anh em thấy mọi đường tấn công đều phải về CM nha. Nếu đá 4231 2211 là đường tấn công nó mới về CAM, còn này về CM hết. Đường truyền banh xuất dứt điểm cũng là CM ghi bàn. CM làm hết á. Đấy, CM chuyển hai banh nữa nè. CM làm mất banh luôn nè. CM báo luôn chết bà rồi. CM báo luôn. CM là mất banh, CM báo luôn. Đồ hình này anh em đừng để bị mất banh giữa sân nha. Đó là pha này là tôi hướng dẫn cho anh em đừng mất banh giữa sân đó, sẽ bị phản công và bị ghi bàn đó. Pha này lấy thí dụ cho anh em luôn. Điểm yếu của đồ hình này đó là dễ bị ăn phản công.
lại CM lên ghi bàn nữa nè. 9 thú môn, 9 thú môn ghê vậy, pha đó không chỉnh thú môn luôn hả? Ừ, pha đó chạy gôn ra cho anh chỉnh thú môn luôn, bó tay luôn, pha đó cũng chỉnh được à. Hay quá vậy. Anh em giờ anh em chỉnh thú môn kinh quá. Kỳ binh ba bàn luôn. Đúng thì tôi nhắc tự là anh chỉnh hay không. Nếu pha đó không chỉnh thì tôi xuất vào hộp đó, đúng là chỉnh vào hộp đó thiệt ra. Sao anh em biết mình định xuất vào đó hay quá vậy? Tôi không đoán được luôn, với nhiều tình huống đó mà là tôi là người chụp gôn thì chắc tôi cũng không đoán được là đối phương sẽ sút về góc đó đó. Mà anh em đoán được hay quá. Tôi không đoán được. Ở đó gặp tôi chắc tôi bấm đại quân ra thôi. Anh em bình tĩnh quá. Quá bạn tĩnh, quá bạn lĩnh, quá bình tĩnh. Sao mà biết được mình định sút đó hay ta? Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao anh em lại đoán được, tại sao không đoán tôi sút bên kia. À, pha này nữa hay đúng không? Pha này không biết tại sao ông lại đón tôi xuống góc này ta. Lý do này xuống góc này ta. À tôi bể lên đó đúng không? Tôi bể lên anh chỉnh con lên nè. Vậy nếu tôi bể xuống là ông chỉnh góc kia à? Nếu pha này mà tôi bể xuống là ông chỉnh, tôi bể xuống đây thì ông xuống góc, chụp góc bên này à? Đúng không? À đụng chân phải à. Đôi khi có những tình huống nha tôi không hiểu được. Ví dụ như pha cũng pha đó nha, nhưng sẽ có những ông chỉnh cái góc bên này. Mà đúng là cái lúc đó tôi định xuất cái ví dụ góc bên pha đó làm chỉnh góc bên trái của Kevin đúng không? Thì đúng là lúc đó tôi định xuất bên trái thiệt. Lúc đó tôi định xuất bên trái thiệt. Còn có những ông nha, tôi định xuất bên phải mà ông cũng tình huống đó nhưng mà lại chỉnh về bên phải. Sao mà đoán được tôi được hay ta? Đoán được hay thiệt.